Vì sử Toán Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, thời gian gần đây, mọi người truyền tai nhau về một pho tượng cổ rất đặc biệt được lưu giữ tại chùa Linh Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Vốn là một trong những ngôi chùa linh thiêng và nổi tiếng nhất xứ Võ, việc bức tượng kỳ bí này xuất hiện đã làm xôn xao dư luận, thu hút sự quan tâm của rất nhiều Phật tử ghé thăm. Chăm nghe không bằng một thấy, nhiều du khách đến đây cùng bái đều cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó gặp phải những tình huống khó có thể lý giải. Song ít ai biết rằng, vào năm 1945, bức tượng đặc biệt này đã khiến một sĩ quan Nhật khóc thét, chạy bán sống bán chết về nước. Rốt cuộc, pho tượng này ẩn chứa những câu chuyện tâm linh bí ẩn nào chưa được tiết lộ? 12 dòng chữ trên bức tượng có ý nghĩa như thế nào? Liệu đây có phải là lời chỉ dẫn về một kho báu ngàn vàng của người xưa hay không? Tất cả sẽ được giải đáp trong video của Việt Sử Toàn Thư. Về thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, du khách không thể không ghé thăm chùa Linh Sơn, một trong những ngôi chùa linh thiêng và nổi tiếng nhất xứ Võ. Tiếng lành đồn xa, thời gian gần đây, người ta bỗng truyền tai nhau về pho tượng kỳ lạ ở ngôi chùa cổ kính này. Tương truyền, pho tượng đặc biệt này được dân làng chài địa phương phát hiện từ lòng đất trồi lên và lập chùa thờ cúng từ hàng trăm năm trước. Không ít người dân kéo nhau đến thành tâm khấn vái để được mắt thấy tai nghe về những câu chuyện tâm linh lạ kỳ. Theo người dân kể lại, nếu thành viên trong gia đình gặp chuyện chẳng lành thì chỉ cần đến chùa thành tâm cầu nguyện, khấn vái, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, bệnh tật tiêu tan. Trái ngược lại, đối với những tên ác ôn, tham lam hống hách hay những kẻ giặc của dân tộc thì ắt sẽ bị trừng trị thích đáng. Điều kỳ lạ là tấm bia sau pho tượng khắc 12 dòng chữ Champa cổ được nhiều người dân đồn đoán là bùa để trừ tà ma. Thậm chí có người cho rằng đây là lời chỉ dẫn đến một kho báu của người Chăm cổ xưa. Rốt cuộc, những dòng chữ trên pho tượng báo hiệu điều gì? Còn bí mật tâm linh nào về bức tượng chưa được tiết lộ? Chùa Phật Lồi có tên chữ là Linh Sơn Cổ Tự. Chùa được xây dựng vào năm 1913, tọa lạc ở làng chài Hải Giang, nay đã rời về khu tái định cư Nhơn Phước, xã Nhân Hội, thành phố Quy Nhơn. Đây là ngôi chùa nhỏ nhưng có vị trí rất quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân Hải Giang. Đặc biệt, chùa còn nổi tiếng khắp tỉnh với pho tượng trăm kỳ bí. Song ít ai biết rằng tên Phật Lồi của chùa gắn liền với pho tượng này. Tương truyền xưa kia, trong lúc cày ruộng, một người dân Hải Giang nhìn thấy một pho tượng từ lòng đất trồi lên. Sau đó, dân làng đã lập chùa để thờ pho tượng từ hàng trăm năm trước. Những người phát hiện là người Việt gần như không có kiến thức về văn hóa Champa nên họ cho đây là tượng Phật nên lập chùa thờ cúng, và tượng này được người dân gọi nôm na là Phật Lồi. Theo các vị cao niên nơi đây kể lại, sau khi pho tượng được phát hiện liền đưa vào thờ tự trong một ngôi chùa tọa lạc trên một ngọn đồi thuộc dãy núi Phương Mai, cách địa điểm phát hiện tượng khoảng 300m về phía tây. Đến năm 2015, để nhường mặt bằng cho một dự án du lịch tại Hải Giang, chùa đã được di rời đến địa điểm mới thuộc thôn Hội Thành, xã Nhân Hội, thành phố Quy Nhơn. Điều đáng chú ý là tượng được dân làng mặc y phục, đội mũ rất tôn nghiêm. Theo hồ sơ của Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, pho tượng cổ ở chùa Linh Sơn thể hiện một người đàn ông ngồi trầm tư trong tư thế nhìn thẳng về phía trước. Hai chân vắt chéo ngồi theo kiểu kiết già, tay trái tựa lên bắp đùi và để ngửa lòng bàn tay. Tay phải cầm chuỗi tràng hạt đưa ngang lên tầm ngực. Người đàn ông được tác có khuôn mặt bầu, dài, với bộ râu dài che kín cổ, mắt nhắm lim dim, đôi lông mày giao nhau ở sống mũi, đôi tai dài, giữa trán khắc ba vạch ngang song song. Người đàn ông đội chiếc mũ hình trụ cao 2 tầng, tầng trên để trơn, khắc 4 vạch ngang ở giữa. Phần dưới ở chính giữa được trang trí khắc hình chữ Phạn lớn. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là chữ Om, có nghĩa là tôn kính. Đôi tay và phần thân trên pho tượng để trần. Ở bắp thay sát nách có đeo nhiều vòng trang sức, gồm nhiều chuỗi hạt tròn nối tiếp nhau. Trên thân có đeo một dải vải vắt từ vai trái xuống. Phần sau pho tượng là một tấm bia hình ngũ giác, đỉnh nhọn cao 60cm, rộng 45cm, có 12 dòng chữ Chăm cổ. Thông qua các đường nét tạo tác, cùng với việc dịch minh văn sau lưng của pho tượng, các nhà khoa học khẳng định Phật Lồi thật ra chính là một bức tượng thần Shiva của người Champa, một trong ba vị thần tối cao của Ấn Độ giáo
được tạo tác vào năm 1430-1431, tức là vào đầu thế kỷ 15. Theo truyền thuyết, thần Shiva dùng tro tàn còn lại từ ba pháo đài được cho là bất khả xâm phạm của quỷ để vẽ lên trán của mình như một chiến công sau trận thắng, và ba pháo đài này bị con mắt lửa của thần Shiva thiêu hủy. Từ đó, những tín đồ tôn thờ thần Shiva thường dùng tro thiêng bôi ba vạch trên trán với niềm tin là con mắt thứ ba của thần Shiva sẽ tiêu tan mọi ảo giác, mê muội của tâm hồn để hòa đồng với vị thần này. Điều đặc biệt là tượng thần Shiva ở chùa Linh Sơn có những biểu hiện rất đặc biệt như chữ om trên mũ, chữ số 3 ở giữa trán, bộ râu dài nhọn đầu, tay cầm tràng hạt được tạo thành pho tượng thờ, phía sau có bia ký. Liên quan tới pho tượng Phật Lồi, người dân nơi đây còn lưu truyền nhiều giai thoại ly kỳ và bí ẩn. Theo người dân kể lại, trước đây có hai ngư dân của làng đang kéo lưới, chẳng may trượt chân ngã xuống biển. Dân làng đã tìm kiếm suốt 2 ngày nhưng không thấy. Sau đó gia đình đã đến chùa cầu xin Phật Lồi phù hộ. Quả nhiên, họ đã tìm thấy được hai người đánh cá còn sống đang trôi trên chiếc phao cách nơi bị nạn 2 km. Hoặc như câu chuyện vào năm 1945, sau khi Nhật thua trận phải rút quân về nước, một viên sĩ quan Nhật nghe đồn tượng Phật Lồi là đồng đen quý hiếm rất có giá trị. Với lòng tham không đáy của mình, tên sĩ quan này đã dẫn một toán lính đến cướp tượng. Nhưng nào ngờ, tượng nặng quá, chúng khiêng không nổi nên phải từ bỏ ý định. Hắn ta tức giận, rút kiếm chém tượng, hiện vết chém vẫn còn đến ngày nay. Cuối cùng, tên sĩ quan Nhật đã phải trả cái giá rất đắt cho ý định ngu dốt của mình. Điều đặc biệt là tượng được gắn chặt với tấm bia đá sau lưng. Trên bia khắc 12 dòng chữ trăm cổ từng là bí ẩn trong một thời gian dài. Vậy 12 dòng chữ này có ý nghĩa như thế nào? Bàn về 12 dòng chữ Champa cổ trên tấm bia so pho tượng thần Shiva, nhiều người dân đồn đoán là bùa để trừ tà ma. Thậm chí có người cho rằng đây là lời chỉ dẫn đến một kho báu của người Cham cổ xưa. Để giải mã về tấm bia ký trên tượng Phật Lồi, Bảo tàng Tổng hợp Bình Định đã dập và gửi những dòng chữ trên bia gửi Bảo tàng Hermès ở Paris, Pháp nhờ các chuyên gia dịch. Theo như nội dung tấm bia ký khắc sau lưng pho tượng được dịch, thì pho tượng này có niên đại thế kỷ 15. Bia ký mang ký hiệu C214, tức bia ký thứ 214 của Champa, đã được các nhà khoa học đưa vào danh mục quốc tế. Tháng 5 năm 2011, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp đã cử giáo sư Alois Fisch, một chuyên gia về ngôn ngữ Ấn Độ cổ, đến tiếp cận văn bia này. Sau đó, giáo sư Alois Fisch đã dịch được văn bia nói trên ra tiếng Anh và phó giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Doanh, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam dịch ra tiếng Việt nên đã cung cấp nhiều thông tin chính xác về pho tượng này. Và nội dung minh văn khẳng định đây là tượng thần Shiva, một trong ba vị thần tối cao của Ấn Độ giáo. Bia ký của tượng Shiva ở chùa Linh Sơn là một bia ký dài, có nội dung và có niên đại cụ thể, được viết bằng chữ Cham cổ. Nội dung bia ký nói về vị vua Naukulau Vijaya. Vị vua này được nhắc tới là đã đánh thắng người Việt và chiếm được vương quốc Prakanda. Sau khi giành được nhiều chiến thắng, trở về Champa vào năm Saka 1343. Theo các nhà nghiên cứu, Naukulau Vijaya chính là người đã kế vị ngôi vua của cha mình là Jaya Simhavarman IV vào năm 1400 với tên tấn phong là Vira Bhadravarman. Sau đấy, vào năm 1432, Naukulau Vijaya làm lễ đăng quang với phương hiệu Indravarman VI, sử sách Trung Quốc gọi là Champatilai, sử hiệu Việt Nam gọi là Badiklai. Vì nhiều lý do, thời kỳ trị vì khá dài của vua Naukulau Vijaya 1400 đến 1441 trôi qua trong thanh bình. Trong mấy năm đầu trị vì, Badiklai phải dâng đất chiêm động và cổ lũy khu vực hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi ngày nay cho nhà Hồ. Sau đó, nhân cơ hội nhà Minh xâm chiếm Đại Việt, Badiklai đã chiếm lại hai vùng đất đã dâng. Sau khi đã lấy lại được phần đất phía Bắc và được nhà Minh ủng hộ, vua Champa đã trả thù người láng giềng Chân Lạp bằng cuộc tấn công vào nơi mà vị vua Angkor cuối cùng đến định đô, nay là Phnom Penh. Cả hai chiến tích trên vào năm 1421, năm Saka 1343. Naukulau Vijaya đã cho ghi lên bia ký phía sau pho tượng. Như vậy,
chủ nhân và niên đại của bài bia ký khắc phía sau pho tượng Shiva ở chùa Linh Sơn đã được xác định rõ. Nhưng câu hỏi được đặt ra tiếp theo là niên đại của pho tượng và niên đại của bia ký có phải là một hay không? Pho tượng Shiva nếu đem ra phân tích những chi tiết mang tính phong cách, các nhà điêu khắc Champa cho rằng tác phẩm này thuộc phong cách lớn cuối cùng của nghệ thuật điêu khắc Champa. Phong cách tiếp nối giữa phong cách tháp mắm Bình Định với giai đoạn hình thành phong cách Yangmun từ năm 1307 đến năm 1471, nghĩa là cũng vào khoảng thời gian vua Na Úc Lau Vijaya khắc trong bia ký. Trong nghệ thuật điêu khắc Champa, hình tượng thần Shiva thường được thể hiện ở nhiều dạng khác nhau. Khi thì được thể hiện dưới dạng tượng nhân dạng, trường hợp tượng vua Porome Ninh Thuận chính là tượng thần Shiva dưới hình thức vị thần tối cao. Khi thì thể hiện dưới dạng Mukhalinga, trường hợp vua Phonglaung Rai biến tướng dưới dạng cột lửa hình Linga, biểu tượng của thần Shiva. Khi thì thần Shiva được khắc tạc có bộ râu nhọn dài, ngồi trầm tư và cầm tràng hạc, được thể hiện trong một số tác phẩm điêu khắc, phù điêu khai quật tại tháp mắm Bình Định. Trước đây, một số người gọi tên tháp là tháp mẫm. Tuy nhiên, thực tế, tên tháp phải là tháp mắm mới đúng. Tháp được nhà khảo cổ học người Pháp thuộc Viện Viễn Đông Bắc Cổ gọi theo tên ông Nguyễn Mắm, chủ nhân của khu đất mà nhà khảo cổ khai quật. Theo nhà nghiên cứu Ngô Văn Doanh, trong cuốn Văn hóa cổ Champa, năm 1987, khi ông điền dã khu vực này có gặp cụ Nguyễn Mắm, lúc đó vẫn còn sống ở tuổi 77 và xác thực tên gọi của tháp. Nhưng thần Shiva ở chùa Linh Sơn có những biểu tượng rất đặc biệt như chữ om trên mũ, chữ số 3 ở giữa trán, bộ râu dài nhọn đầu, tay cầm tràng hạt, được thể hiện dưới dạng tạc thành pho thượng thờ và phía sau lưng có tấm bia ký. Có thể khẳng định đây là một tác phẩm điêu khắc Champa có hình thức khác biệt so với các hình thần Shiva phát hiện ở Bình Định và là hiện vật độc bản, một tượng Shiva đặc sắc trong nghệ thuật điêu khắc Champa. Mặt khác, tượng thần Shiva ở chùa Linh Sơn có một số chi tiết trở thành đặc trưng cho nghệ thuật tạc tượng của phong cách muộn như mũ hình trụ cao, bộ râu dài nhọn đầu, chiếc thắt lưng to bản được trang trí bằng các bông hoa bốn cánh, tấm bia lớn phía sau lưng pho tượng. Đây là tác phẩm đầu tiên của một loạt tượng thần vua rất đặc trưng của nghệ thuật Champa từ sau phong cách tháp mắm, tức là trong hai phong cách Yangmun và Porome. Các vị thần hay thần vua của các phong cách muộn này thường được tạc tựa vào tấm bia sau lưng, thường đội mũ hình trụ, thường có bộ râu nhọn và phần bên dưới cơ thể được tạc sơ sài hoặc không được thể hiện. Như vậy có thể tạm xác định tượng thần Shiva ở chùa Linh Sơn là tác phẩm đầu tiên của một loạt tượng thần vua, sau đấy của nghệ thuật điêu khắc Champa giai đoạn thế kỷ 14-15. Đối với người dân Hải Giang, tượng Phật Lôi chính là linh hồn của chùa Linh Sơn, là điểm đến tâm linh để người dân nơi đây cầu mong yên bình, biển yên gió lặng. Có thể thấy, tượng Shiva ở Hải Giang là tượng duy nhất mang phong cách độc đáo riêng biệt, chưa phát hiện được một nơi nào khác. Với những giá trị độc đáo này, từ năm 2018, Bảo tàng Tổng hợp Bình Định đã giúp đơn vị chủ quản là chùa Linh Sơn xây dựng hồ sơ và thủ tục để công nhận bảo vật quốc gia cho tác phẩm điêu khắc Champa này, và đến nay đã được công nhận chính thức là một bảo vật quốc gia. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Cham, đây là pho tượng thờ thần Shiva, một trong ba vị thần tối cao của Ấn Độ giáo, có niên đại thế kỷ 15, được tạc bằng đá sa thạch, tượng cao 0,82m, rộng 0,46m, được thể hiện dưới dạng thần Shiva đang ngồi trong tư thế thiền, tay trái đặt ngửa giữa hai chân, tay phải lần tràng hạc, gương mặt trầm tư. Đặc biệt, tượng được gắn chặt với tấm bia đá sau lưng, trên bia khắc 12 dòng chữ Cham cổ, từng là bí ẩn trong một thời gian dài. Liên quan tới tượng Phật Lồi, người dân Hải Giang còn lưu truyền nhiều giai thoại ly kỳ. Người ta đồn rằng bức tượng linh thiêng này đã phù hộ dân lành, trừng trị thích đáng những kẻ có lòng tham vô đáy, viên sử tòa tư, biết sử thêm nhiều nước.